từ chứ. À tăng từ từ. Nó bữa gì nè, rồi mình nói lần lần. Chứ bé mới bị lớn mà. Cũng ra mà này cũng chết luôn, chẳng đọt tốn tiền nữa. À từ từ nó lớn chắc ăn rồi mới ấy rơi vào khoảng tầm sáu mấy ngày ngon. Mà cũng phải nó đi đọt là cũng phải chặn, không chặn là không được. Bởi mấy thằng lái lại nó gặp ông bảy cho con thử cơm nha. Ở mày thử cái nào đó, mày thử đi. Nó thử thôi 3-4 trái tôi dễ ăn, người ta dễ gì thử một trái hay còn tôi kệ thử. Nó hỏi sao mày kia nó gặt đâu ngộ mày mẹ thử thôi ngộ mày nó ăn đủ ý là nó vàng đấy ăn nó ăn nó béo ngọt mà béo mày kỳ vậy. Còn của người ta đủ nữa vàng mà ăn không ngọt mà nó không béo còn nó sẽ béo tôi đâu có nói. Không, cái muốn mà lớn trái, muốn mà đi đọt á, thì thằng cá ok. Thằng vô cơm là thằng đậu nành. Còn thủ có đậu nành chứ. Vô cơm là đậu nành, không nhiều. Có gì thiếu thì kia Thảo quắt xe xuống Cái vô cơm á, là vừa rồi vườn chú Đệ á, là cái cô kia của gì cũng mua được giá cao. Mua thật luôn á, chứ không phải nhiều ông kêu nói phét nó nổi gì. Chú Đệ ông cũng làm, cũng có thuốc. Nhưng mà ổng vô cơm vô đồ là ổng mạnh hàng đậu nành, mạnh hàng cá đó, thì cái cơm nó tự nó vàng luôn chứ về kali cuối rồi hiếm lắm, chỉ cần 12, 11, 18 là nó lên rồi. Còn nhiều nó lên cơm rồi nó lên cơm cái thằng kali là ngọt là một, còn cái béo là do nó đạm cá đó. Béo hàng cá với đậu nành nó giống là béo đạm cá. Tại sao mà người ta hồi đó tụi cô thấy mấy ông đường chủ rồi đó ra không có trồng sầu riêng, cái chó hoặc heo gì chết cái ông đợi ông đào lỗ ông trôn cái đó đạm cây sầu riêng là nó ngon nhất, cái tụi bắt trước từ cái chỗ đó đó. Ôi là tại cái thời đó luôn đó hả? Cái đó là đạm sức nó nắng ngồi đây rồi rồi tôi để ý từ cái chỗ mấy ông điện chủ đó tôi mới để lưu ý đó. Nhưng mà lúc thúc trái là chú Bình năm rồi, chú Bình vô cái khúc nào là để thúc cái trái nó lớn nhanh đó. Lớn nhanh là chú Bình vô hàng cá không ít thời điểm nào á, cái trái lúc trái đậu rồi ấy nha. Tôi nói với chú bên đây là chú không có giấu, nó cũng nói thiệt là 7 ngày lít đạm cá, 7 ngày lít đạm cá mà trong đó có phải 3 số một cây hả? Một cây á hả? Trời ơi, một phi. Một phi 7 ngày một lít. Một lít đạm cá. Rồi mà thằng 3 số 15 của con Dạ Ga bằng nhau 3 số bằng. Mỏng thôi cây nhưng mà 100g lạng lạng đó. Ít thôi, 7 ngày một phi. Rồi bắt đầu mình tưới một phi ra đó. Tưới dòng hết cây. Không. Ông đưa ngoài làm chi? Trong gốc á hả? Đứng ở ngoài chết luôn à. Nhưng mà khúc nào khúc bắt đầu là trái nó được bao nhiêu ngày? Lớn là tôi cho ăn rồi. Ôi dạ hả? Ông sợ đi đọt. Ông tưới chặn đọt. Chặn ở trên chặn, ở dưới tưới. Mà tưới ở trong thôi. Không có tưới ngoài. Nước cũng không tưới ngoài. Trời vẫn trời. Nhưng mà cái khúc đó là nó về cuối luôn không hay là chú chỉ theo cái khúc đó thôi? Hoài lên vậy. 7 bữa còn vừa tưới vừa coi cái gai trái. Cái gai mày nó nếu mà nó cái trái còn nhỏ cái nó dẫn nó vậy nè. Là mày dư rồi đó. Dư nước. Lại. Đó, còn mà mày đỏ gai đó. Là mày thiếu rồi đó, thiếu nước, thiếu siêu đạm. Là bồi cho nó. 7 ngày một cử ba. Xanh ôm lá luôn à. Giữ cái màu lá nó không bị cháy của mày. Không, cái mẹo đó không đủ. Của con nhổ vô cái bé đó, nhổ vô trong được. Cái bé của con đó, con nhổ vô trong úng được không? Cái nhổ rút vô sâu ở trong á, lúc mà làm trái á. Làm trái con nhổ vô trong nên con quay máy cho con đỡ công chút được. Được mà mày lấy đồ mày chụp rồi đừng cho nó con bẻ xuống là nó úp mà. Nó úp xuống hai bên cũng được đó mà. Con ba bé. Không biết làm sao tưới trong góc là được thôi. Đừng cho nó căng các bạn nhé. Con nói với chú gì chứ con không. Hai vợ chồng con cầm 2 cọng dây tưới gan như chú chỉ. Chắc cú. Lâu lắm. Thì đồng ý lâu mà chắc. Anh nhanh mà anh đỡ. Nó gà trái. Không có đổ. Không đổ hả? Cái thằng cháu rồi. Có hồi đó không có con muốn hết rồi, còn năm nay còn chừng tấn à, của nó nằm gò đủ 4-5-6 tấn rồi đời, còn chừng tấn rồi. Xong rồi không sao mà nó quay với đó nè mày có bắt bảy tứ nè. Tôi mới bật cái điện thoại lên có hình đó nè, tao tứ hôm nay nè, quay trong thôi à. Rồi gọi lên trái nè, không có rụng trái nào dưới đất chứ. À, rồi nhưng mà sau cái khúc mà chú tưới đó xong rồi về sau á, chú có tưới xe nó ra phía ngoài không? Thắng từ từ chứ. À, đang từ từ. Bữa gì nè, mình nói lần cho bể mới bể lớn mà. À. Cũng ra mà này cũng chết luôn, chẳng đọt tốn tiền nữa. À, từ từ nó lớn chắc ăn rồi mới ấy rơi vào khoảng tầm sáu mấy ngày ngon. À. Mà cũng phải nó đi đọt là cũng phải chặn, không chặn là không được. Bởi mấy thằng lái lại nó gặp ông Bảy, cho con thử cơm nè. À. Nó ở mày thử cái nào đó, mày thử đi. À. Ủa, nó thử thôi, 3-4 trái tôi dễ ăn, người ta dễ gì thử trái hay, tôi kệ. Khử nó hỏi sao mày, kia nó gặt đâu. Nó ngộ mày. Dạ, thử thôi. Ngộ mày. Đủ. Ý là nó vàng đấy nha. À, dạ. Nó ăn nó béo ngọt mà béo mày. Kỳ vậy? Ừ. Còn của người ta đủ nữa, vàng mà ăn không ngọt mà nó không béo, còn này sao béo. À, tôi đâu có nói vô cứ đạm cá lạ lẹ gì. À. Tao bán vậy thì coi đâu được mua được tao à. À thúc. Ừ. Mà trái nào trái nó đạt nha, nó nặng ký. Ri mà. Phải cái đợt trước mà xuống quầy về chạy đủ ký là cái nào 40 kg nó cành. Tại sao 6 kg 7 kg đâu đi là nó có bao nhiêu tấn rồi mà luôn cho mày gần 2 tấn heo quá. À, nó bự quá không? Ừ. Nhưng mà muốn cái trái mà nó bự mà nó chắc kìa là cái cây mình phải chuẩn bị cho nó lực anh đủ. Lực lên rồi mới nói chuyện. Cây của chú Bình vậy mới bự nổi chứ cây mà muốn bự là cũng không bị khó là chú. Cây nó phải đủ lực to lên. Đúng rồi. Đủ lực. Nó có lực mà được. Không có lực thì mình chăm hơi khác thôi. Còn chú thấy là nãy nứt như kiểu nãy là đừng có sợ. Nứt cái gì chú? Đừng có sợ. Thì con tới phân của nó. Cây bự tôi lần tôi trồng là mấy chục năm bự tôi cũng gãi nứt vậy. Rồi tôi lo rồi, mình mới đầu tiên mày trồng bự mà. Năm nay là mấy chục năm bự ít sao. Tới chừng được vài bữa nó liền nó trời gió vậy là đâu có vậy, vậy là mày tái phân rồi, mình ngồi suy nghĩ là mày tái phân rồi. Đừng có sợ. Nó nứt ra nhưng mà nó không có cái vết gì đen hay là ướt cái gì hết trơn là được rồi. Là bình thường. Bởi tôi nói ra với chú vậy là coi như đừng có sợ cái gì. Làm mấy ông cứ sợ hoài rồi bằng ăn mà đủ là sợ hoài trời sợ nó tứ đạm cá vô rồi nó rụng trái rồi đủ không tứ vô nó cháy hả xì mũ phân nào không xị. Nhưng mà nếu mình cân đối á đúng là biết mấy ông chú mà ông ấy ông để ý ông cân đối được cái dòng phân này ngon rồi biết không bắt đầu nó bự lên cái này cái mình lên nhích cái đạm cá lên nhích tăng liều lên lít rưỡi 2 lít à rồi tới chừng nào mày bự tao cho mày 3 lít luôn. À nhứ nó ra tiếng ngoài mép rồi nữa. Mà còn cái này nha, nó mày nó phải còn cái này nó tao chỉ để mày chỉ vậy mày không chết đâu, mày lấy cái đó. Nó 40 trái, đạm cá tới hết. Không mít, đạm cá không mít tới luôn. Mà không xả nước ở ngoài nó cháy. Vậy bỏ ngoài đó. Không tưới nước, tưới cái chậu gà. À. Cái đó đó. Tức là tưới phân ở ngoài nhưng mà tới chừng 75-80 ngày cái mày bung nước ra bộ cái nghe rồi nó khoạt tốt thì mày coi nó đâm đọt luôn. Tao mở bếp rồi chứ. Mình mở này rồi, mở bếp này rồi. Rồi nó bung ra hộ coi nó tốt cái lá nó xanh giờ. Bởi cắt rồi, chú Thảo còn trái nó bột xuống rồi. Trời ơi, cắt rồi mà cái lá quá kìa. Không, nó bung lúc đó là nó đi một cơi á đủ là cái lúc mà nó đeo trái mà cái dàn lá mình nó sung á. Thì cái trái nó mướt mát mà nó có ký lắm, nó đầy đặn trái lắm. Cái đó mà xịt gầy ngon lành hả chú? Trời gầy là ngừa hoài, nó hẳn là trong tầm ăn là đổ tiền dữ lắm. Mà nhất là cái sâu nha, đừng để thổ sâu nó ăn trái. Đúng rồi, sâu với rệp sáp. Sai cái đó, rệp sáp phải thử. Không có mình vẫn cứ xịt chứ đừng có để thấy rồi mới vác đi xịt. Coi như là cái đó là 7 bữa, 5 bữa là phải tưới trái rồi đó. Tưới rồi mình đi ví dụ mình vô đó. Bây giờ mình không có tưới ra ngoài được là bắn lên trên đọt bắn vòng bả lá nó núp với trời nắng nó đụng nó đâu có ở chết nó núp như vậy bắn vòng bắt đầu ghê vô trái mình chùm 4-5 trái này ghê ướt cái trái kia đó. Cái đó phải xịt kỹ nha cái phần sâu với rầy đó sâu với rệp sáp á luôn chú hai trái mà nó khép lại với nhau 3 trái nó chậm lại là mấy vị trí tiếp xúc luôn nó trốn nó lớn mày xịt nó ướt luôn nó nhiễu nó xuống dưới nó gồng nó trốn ở trong á chứ phải mà xịt xương ngang là không còn nghe đủ không còn ăn đâu Tiểu à nó nằm ở trong mấy cái kẽ đó là nước thùng dồn sắp mình đổ vô mình tưới vậy đó Khúc đó thì phải tự tắm gọi là tắm trái à. Tắm đó, nó hẳn là tắm. Nói chung xịt trái đâu có nhiều nước quá chú. Ủa, giờ anh xịt mà để ướt hết trái nó nhiều lắm nha. Không có im nói nó ít hơn xịt mấy lá nè. À không, nhưng mà mình phải quản lý cái trái. Lá thì giờ phải chừng 10 bữa là nửa tháng mình hết xịt ở ngoài. Xịt trong này. Thì sẵn ngoài mình xịt cạnh đọt đó, mình xịt kèm cái thằng mắc bao nhiêu kẽm. Kẽm cho nó dày lá, cho nó cứng lá, cho nó đừng có bị cháy. À, dưới cụm bi xấu vậy kìm bo rồi vô nữa. Nhưng mà lúc đó là nó đã đậu rồi thì ráng mày xịt. Nó đậu chắc ăn rồi là ráng quản lý cái rệp sáp với lại thằng sâu đục trái thôi đó. Chạy ngon rồi xịt thoải mái rồi, thoải mái rồi. Gốc đó mà mê thì cái mày ha, tao đêm nào tối ngày chứ tối ngày tới bằng đêm luôn. Bà thấy tao ở ngoài chậu nữa bằng đêm, tao đâu có gì ngủ ngoài chậu luôn. Bà thấy gì bà bò bà ra bà ở sợ luôn, vỗ mấy thì chúng nó chết cái giọng tàu te rồi. Cái hồi cái phẻ cái mang cái đạn đầu đi rồi dòm rồi cái mình suy nghĩ pha, ngồi suy nghĩ tự động mình suy nghĩ thôi. Nó dạy là mình đó, coi như nó chỉ là mình đó. Rồi mình pha mình coi tại sao mình như vậy như vậy ha, cái trái này sao mình ngồi mình suy nghĩ mình nghiên cứu rồi ngày mai đủ chơi mày liền. Không có xịt chữ đó đâu, không xịt rải, không xịt trái, không xịt trái, không xịt nấm. Tứ lung tung trơn á, không làm là chết liền á. Trời ơi. Nhiều cây thế nên mới kêu anh mới chuẩn bị thêm cái nhân công, chứ còn số lượng cây anh xịt không kịp á. Con tôi năm rồi là 50 trái nè, tới chừng bán nhiêu được có 2-3 trái nguyên, còn nhiêu là sâu sạch tan luôn. Nó xịt đủ có 7-8 ngày mới xịt được lết không à. Bởi năm nay sợ mấy đụng tôi thấy con vậy cũng để bỏ nó. Thôi. Nhưng mà con chú là giờ còn chăm vườn ông hay là đi làm ở đâu rồi chú chăm luôn? Thứ 7 chủ nhật là phải nghỉ. Cũng đi mần vậy đó, mà thứ 7 chủ nhật là phải nghỉ. Tôi giao rồi đó, còn hồng nếu mà mẹ không nghỉ là tao bỏ. Dám sợ. Đúng là chuẩn bị một cái cây quá mê luôn. Kỳ như Thái mà Thái như ri. Mấy cây Thái rồi con ơi. Dạ. Thái ít lắm, mấy cây. Ri vẫn không Thái như cái lá đó kìa. Cái đó nó dày. Ai cũng sai lầm vô mới sợ. Có mấy cây ri mà nó không ra cái đập nhỏ nhỏ này, nhìn cái lá dưới đây là cứ nghĩ là Thái thôi. Nó đó, dày, mấy xanh. Thằng kỹ thuật nó lại nó làm thế là như vậy, nó kêu mình gãi rồi nè, rồi đầu tư vô mà tới cái lá mà nó già nó lụa rồi được ha, là thời nó vô ra ngáp luôn mà nói ra biết bao nhiêu rồi đó. Cái về thấy cái hè có phân sẵn rồi thôi thua. Như vậy đã đủ. Phải lụa. Cỡ này mới vô ăn là nó già luôn. Còn ở chợ nó muốn gì rồi nè chút. Cái hai mấy cây đó. Nó hơi yếu hơn này chút. Mà cái này mình dám lộn không lộn. Không có, không đi ra một nơi nữa mà. Biết từ từ vậy chứ mưa mà. Cũng như chú vậy đó, như hai chú cháu mình nói vậy đó. Nửa cây. Nửa cây nữa rồi, con nói chú tới tháng 10 9 tháng 10 mà. Trời ơi, tôi tức. Cái cây này đông rồi mà tôi không có lụm được 10 triệu mà cây đó thì lụm 10 triệu. Cái này không được hả chú? Nó đi đọt hay sao? Hả? Cái này sao? Nó ra khó xịt ấm mà kỳ khó lắm. Ít bông hả? Cái này. Nó ra nhiêu là tôi để nó trơn nhiêu ra, lực gì đâu mà nó. Cái này là lượm được 10 triệu. Cái bên đây, nhỏ nhỏ mà được ha. Ri. Ăn xong mà nó vẫn êm ru. Để xong mà như chưa đẻ. Cái này là nó giờ cũng 5-60 nó cho con hả? Gần 80 triệu nữa rồi đó mà đủ. Sắt. Năm nay cây cỡ chọc hả? Chọc không? Hơn hả? Mua dây với sắt này làm thêm đó gần cả 10 triệu nữa rồi đó. Cái phanh chỗ làm sắt cứng quá cứng luôn mà xài biết khi nào hư được. Nhưng phải làm cái cổ bự bự ra nó khỏi bị cắn cây. Ri nhìn mấy cái ri rồi ớn à. Từ năm rồi đủ nữa nó có 2 trái nào như trái thùng bê cắt nó mắc chuyền không à. Rớt hả chú Bình? Hả? Nó bị rớt hay sao? Nó quá trời bự đi rồi cắt cái chuyền xuống chứ đâu có ôm nổi. To hả? Kệ to nó sung lên được cho nhiều với mấy gì đâu với Bình ha. Ông nào mà nặng nề về cái giá bán đưa nó về cái quy cách đó, thì nó được ít. Tôi nói với đủ rồi đó, mà cứ nói đủ rồi đụng mình bắn thô đủ rồi chứ thằng năm rồi thằng đó nó chơi tao quá trời vậy. Cái giặt này kia hả? Giặt vậy kia trời ơi. Xô hết cho nó khỏe hơn cho mình. Xô rồi giá thấp mà. Xô hoặc là mão luôn, mão rồi vô nhìn vườn. Trời không bỏ cái nào cắt. Cắt hết hoặc là cào đủ kiểu à. Năm nay anh đủ theo chú Bình, chú Bình được 10, anh đủ được 7. Không được đỡ không? Chồng bạn mà chơi quá đủ rồi. Chú Bình ông chỉ ra vài chiêu nữa là rồi, tôi cắt đây này, tôi lũi giờ nó bún rồi nữa nó sung nữa, sung bún rồi. Chèo ha, cái này gọi là cái chèo. Hồi anh con xuống kia anh bảo cái chèo con không biết cái gì luôn. Chèo nè, này nó chưa chèo, chèo bơi à. Cắt rồi này cho nó bún rồi nữa. Chèo bơi. Chèo. Chèo bơi lại là chèo trái. Hay anh đủ đợt sau anh đủ nó sẽ ra kiểu này này, xong mình cắt quá cái nó ra hoa. Cái bài mà chú Bình mà cắt cái đó là giống như bài của anh Khanh ở Tây Nguyên á. Lỗ không à, chạy mấy ăn trộm mà vô hái nó chạy nó gấp lọt ha. Rồi thì về.